Lâu lâu trở lại Đà Lạt, phố núi vẫn đem đến cho mình những điều bất ngờ thú vị dù là nhỏ. Lần này, mình đến cung Nam Phương Hoàng Hậu, một nơi ít được nhắc đến, tìm đến những quán cà phê yên tĩnh, trầm lắng, tách biệt hẳn với phố thị nhộn nhịp hay đơn giản là đến những quán địa phương để thưởng thức những món ăn quen thuộc trong thời tiết se lạnh ở Đà Lạt. Các bạn cùng trở VIP đến Đà Lạt trong một hành trình ngắn nhé! Xin chào các bạn, đây là Trevip đây. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Đà Lạt. Và Đà Lạt là một địa điểm du lịch rất quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên thì mình tin chắc rằng cũng có những địa điểm ở đây ít được nhắc tới và ít người biết tới. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Bảo tàng Lâm Đồng. Và đây là con đường dẫn vào cung của Nam Phương Hoàng Hậu. Nói đến các cái cung hay dinh thự ở Đà Lạt thì có lẽ là chúng ta sẽ nhắc đến dinh 1, dinh 2, dinh 3 của Vua Bảo Đại, đúng không? Và đây lại là một cái địa điểm mà mình nghĩ rất thú vị để các bạn có thể là ghé thăm khi mà đến Đà Lạt. Và có lẽ nhiều bạn đã biết, Nam Phương Hoàng Hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan. Bà sinh ngày 14 tháng 12 năm 1914. Và bà là con của quận công Nguyễn Hữu Hào. Và con đường đi lên trên cung của bà Nam Phương Hoàng Hậu thì là mình thấy con đường rất là đẹp nha các bạn. Và theo mình tìm hiểu được thì khi xưa thì cung của bà là nằm ở trên một cái ngọn đồi cao và từ đó có thể là nhìn bao quát được xuống dưới Đà Lạt. Hiện nay thì mình nghĩ là sau rất nhiều năm thì là nhà cửa xây dựng lên thì cái cảnh quan nó cũng thay đổi rồi. Nhưng mà mình tin chắc rằng ngày xưa khi mà người ta chọn xây cái cung ở đây thì là mình nghĩ là cái một vị trí rất là đẹp rồi. Nằm ở một vị trí đẹp trên đồi, công trình này khi xưa được ông Nguyễn Hữu Hào, một đại điền chủ xây dựng vào năm 1932 để làm nơi nghỉ dưỡng. Ông cũng là thân phụ của Nam Phương Hoàng Hậu. Dinh thự gồm một tầng trệt, hai tầng lầu và một tầng hầm, tổng diện tích sử dụng khoảng 500m². Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp, kết hợp với những nét Á Đông, như vật liệu được nhập từ Pháp và Ý để hoàn thiện dinh thự này. Xét về quy mô thì dinh này không hoành tráng như dinh thự của Vua Bảo Đại ở Đà Lạt, nhưng nó cũng mang những nét đẹp riêng. Và nơi này thì là trước đây có tên là dinh quận công Nguyễn Hữu Hào. Và sau khi mà Nam Phương Hoàng Hậu kết hôn với Vua Bảo Đại thì quận công Nguyễn Hữu Hào đã tặng lại cái dinh này cho bà. Và từ đó thì nơi này có tên là cung Nam Phương Hoàng Hậu. Được biết, Nam Phương Hoàng Hậu không dành nhiều thời gian ở tại nơi này. Tuy nhiên hiện nay bên trong dinh thự này vẫn còn lưu giữ nhiều đồ vật cũng như những nét kiến trúc xưa cũ mà du khách có thể đến tham quan. Dinh thự nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng. Du khách có thể mua vé giá 22.000 đồng một người tham quan bảo tàng và luôn cả dinh. Rồi các bạn lưu ý là khi chúng ta vào bên trong tham quan thì chúng ta phải đi giày vải vào nha để giữ vệ sinh ở bên trong. Hiện tại cung Nam Phương Hoàng Hậu được mở cửa tầng trệt và lầu 1 để du khách có thể tham quan. Đây là căn phòng đầu tiên mình vào, có vẻ như đây là phòng tiếp khách. Từ cửa sổ, mình có thể nhìn ra Hồ Xuân Hương. Khi xưa, chưa có nhiều nhà cửa, có lẽ từ dinh thự này có thể nhìn được toàn cảnh hồ và không gian xung quanh. Được biết, tường của dinh thự được xây dày 40cm nên vào mùa đông thì bên trong nhà ấm áp, còn vào mùa hè thì lại mát mẻ. Không
không gian bên trong dinh được Bảo tàng Lâm Đồng phục dựng để phục vụ khách tham quan. Ngoài chiêm ngưỡng kiến trúc cổ xưa của dinh thự, thì bên trong cũng có những không gian trưng bày các mẫu vật, hình ảnh, thông tin liên quan đến Nam Phương Hoàng hậu cùng những câu nói nổi tiếng của bà. Còn đây là một phòng khách khác với nhiều hiện vật xưa cũ được lưu giữ. Đó là những vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà, như là dụng cụ ăn uống, bộ đèn cồn để hâm thức ăn, bộ ly, hộp đựng xì gà, v.v. Tiếp tục là những câu chuyện về Nam Phương Hoàng hậu. Năm 1934, bà kết hôn với vua Bảo Đại khi bà 20 tuổi, còn nhà vua 21 tuổi. Bà có với ông Bảo Đại 5 người con là Thái tử Bảo Long, các công chúa Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và Hoàng tử Bảo Thăng. Năm 1947, bà đưa các con sang Pháp sinh sống và ở lại đây cho đến khi qua đời vào năm 1963. Còn đây là phòng ăn của dinh thự. Như những hiện vật trưng bày trong tủ kính thì chúng ta cũng biết được một phần cách ăn uống và sinh hoạt của gia đình bà cách đây gần một thế kỷ. Và đây là cái lò sưởi ngày xưa nè các bạn. Đó, thì đây là một cái tấm mà để mình chặn phía trước ha. Và phía đây các bạn có thấy một cái gì không? Cái này theo mình đoán thôi nha. Mình đoán là một cái bơm hơi, cái thổi đó để mình thổi cái lửa vô này. Để khi mình mà nhóm lò sưởi lên đó, thì mình sẽ dùng này, mình thay vì một cái quạt không, mình bơm vô. Rời khu trưng bày tầng trệt, mình lên khu vực trên lầu 1, nơi có các phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của Nam Phương Hoàng hậu. Cảm giác đi trong một dinh thự cổ gần 100 năm tuổi thật là thú vị. Được biết, dinh thự do cha bà là ông Nguyễn Hữu Hào xây năm 1932 khi ông đến cầu đất để lập đồn điền cà phê. Theo thông tin trên trang web của Bảo tàng Lâm Đồng, dinh thự do kiến trúc sư người Pháp thiết kế đến năm 1934 thì hoàn thành. Mỗi tầng đều có hành lang ở giữa và các phòng ngủ hai bên. Khác với kiến trúc hiện đại như ngày nay thì trong dinh thự này, nhà vệ sinh được bố trí ở phía cuối hành lang chứ không nằm trong mỗi phòng. Còn đây là phòng của Thái tử Bảo Long. Ông sinh năm 1936, có tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Bảo Long, là con trai trưởng của vua Bảo Đại. Tham quan qua các phòng trong dinh thự, dù phòng lớn hay phòng nhỏ thì các bạn cũng sẽ thấy mỗi phòng đều có lò sưởi riêng và được ốp đá hoa cương. Trong dinh cũng có tổng cộng 9 lò sưởi, mặt lò sưởi cao 1m và rộng từ 1 đến 1,2m. Cũng theo Bảo tàng Lâm Đồng, có một điều thú vị mà ít ai để ý, đó là chỉ cần đếm số lượng lò sưởi nhiều hay ít trong biệt thự ở Đà Lạt thì biết được uy thế và sự giàu sang của gia chủ. Còn căn phòng mình đang bước vào đây là phòng của ông Nguyễn Hữu Hào, thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu. Ông sinh năm 1868 tại Gò Công, Tiền Giang và là một đại điền chủ giàu có ở xứ Nam Kỳ. Ông kết hôn với bà Lê Thị Bình, là con gái của huyện sĩ Lê Phát Đạt, và hai vợ chồng có với nhau hai người con gái là Agnes Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Thị Lan, sau này là Nam Phương Hoàng hậu. Năm 1937, ông được vua Bảo Đại sắc phong là Lược Long Mỹ Quận Công, còn bà Lê Thị Bình vợ ông được sắc phong là Nhất Phẩm Phu Nhân. Ông mất ngày 13 tháng 9 năm 1939 và hiện ở Đà Lạt vẫn còn lăng Nguyễn Hữu Hào, nơi chôn cất ông và vợ, lăng được Nam Phương Hoàng hậu cho xây dựng. Để khám phá các điểm đến khác ở Đà Lạt như là Dinh Bảo Đại, Ga Đà Lạt, khách sạn Du Park, các bạn có thể xem lại vlog Yêu Du Lịch số 121 phát trên kênh Yêu Máy Bay nhé. Và đó là cung Nam Phương Hoàng hậu, một địa điểm các bạn rất nên đến khi mà tham quan Đà Lạt ha. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá những nơi khác ở Đà Lạt. Sau những ngày mưa thì may mắn hôm mình lên trời lại đẹp. Lúc này mặt trời cũng sắp lặn, mình lựa chọn một quán cà phê bên ngoài phố thị đông đúc để nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Tuy trời có hơi nhiều mây và không nhìn rõ mặt trời, nhưng mà không gian yên tĩnh cũng khiến mình cảm thấy thoải mái. Ở Đà Lạt có nhiều quán cà phê kiểu như thế này nên không khó để tìm một nơi nghỉ ngơi và ngắm cảnh.
Hôm nay Đà Lạt lúc chạng vạng cũng rất là đẹp nha. Mình rời quán cà phê để đi ăn tối. Tối nay thì mình được thằng em ở Đà Lạt dẫn tới quán Tân Long, nghe nói có món chả ram bắp nổi tiếng cùng với món nem nướng. Tới quán thì thấy khách cũng ngồi chật kín luôn rồi. Trời se lạnh, làm chút nem nướng thì không còn gì bằng. Hỏi chủ quán thì mình được biết quán này đã mở được 19 năm rồi. Hai món chính ở đây là nem nướng và chả ram bắp. Mình và thằng em đi cùng gọi hai phần nem nướng và hai phần chả ram bắp. Về sau thì mình thấy gọi vậy là hơi bị nhiều. Lẽ ra hai người nên gọi hai phần nem nướng và một phần ram bắp thôi là ổn. Vì theo khẩu vị riêng của mình á, ram bắp ăn nhiều cũng hơi ngán. Cũng như nem nướng ở mọi nơi khác thì ở đây thực khách dùng nem nướng cùng các loại rau, đồ chua cuốn trong bánh tráng. Nem nướng là 40.000 đồng một phần và chả ram bắp là 35.000 đồng một phần. Nước chấm là sốt đậu phộng rất là ngon. Mình cảm nhận rõ cái mùi thơm của đậu phộng trong sốt luôn. Cho thêm chút ớt cay cay vào ăn là hết ý. Nhìn chung mình thấy quán này ngon. Mọi thứ đều vừa miệng. Ram bắp hơi ngậy một chút nên là ăn vừa phải thì ngon, chứ ăn nhiều thì bị ngán. Và theo khẩu vị riêng của mình thì hai người gọi một phần ram bắp, còn lại để ăn nem nướng là ổn. Và muốn cảm nhận vị ram bắp thì các bạn có thể cuốn riêng. Còn như mình muốn ăn đầy đủ hương vị thì cuốn cả ram bắp với nem nướng luôn, làm một cuốn đầy đặn. Buổi tối, mình ghé quán cà phê của một người bạn ở Đà Lạt. Do là quán người quen nên mình ghé ủng hộ chứ cũng không trông đợi gì. Nhưng mà đến rồi lại thích bầu không khí ở đây nha. Đây là quán Cây Xương Rồng. Quả thực quán không có gì đặc biệt, chỉ là một quán cà phê bình thường. Nhưng điều là mình thích ở đây á, là quán nằm trên một con phố nhỏ không náo nhiệt, không gian ấm cúng và đầy hoài niệm. Lại thêm những bản nhạc xưa được phát ra từ máy chạy băng cassette cũ. Tất cả làm nên một sự hoài niệm về những năm thập niên 1980-1990. Ngồi ở đây cũng nhẹ nhàng, bên ngoài lớp phớt mưa nữa nên cảnh cũng lãng mạn. Lâu lâu có nhóm bạn trẻ cầm đàn guitar của quán, ngân nga vài bài, thời gian dường như trôi chậm lại. Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa. Đêm nay lại gần bên anh, vẫn biết đôi ta chia tay, nhưng trong lòng còn bên xa. Lại gần với anh, chào buổi sáng Đà Lạt. Sáng nay mình đến quán phở Uyên do cùng hướng với cung đường mình sẽ đi hôm nay. Quán phở gây ấn tượng với mình bởi căn nhà gỗ mang nét xưa cũ cùng với bảng hiệu vẽ tay, không mang chút gì gọi là hiện đại cả. Là cảm giác hoài niệm quay về và chưa cần biết phở có ngon hay không. Cái không gian như thế này á, khiến mình cảm thấy vô cùng yên bình. Căn nhà gỗ thực sự mộc mạc các bạn ạ. Trên cửa kính vẫn còn những hình trang trí kiểu cắt dán, mang hình ảnh phô núi như là các loại hoa và cây thông. Vào quán, mình ấn tượng ngay với bà chủ. Bà rất thân thiện. Mình xin phép quay, bà đồng ý ngay. Ở tuổi này nhưng trông bà vẫn rất là rạng rỡ, nhìn là thấy yêu đời liền. Mình gọi một tô phở tái nạm giá 45.000 đồng. Bạn cũng có thể yêu cầu thêm nước béo nha. Nhưng mà lưu ý là nước béo ở đây rất là ngậy, nên các bạn chỉ cần lấy chút thôi là đủ. Xét về hương vị thì chắc mỗi người sẽ có một khẩu vị riêng. Đối với mình thì tô phở ở đây không quá xuất sắc, nhưng lại thơm nồng nàn hương quế, hồi cùng các gia vị phở khác. Với khẩu vị của mình thì nước dùng phở ở đây hơi nhạt, nhưng mà nêm nếm thêm tương đen, tương ớt và các loại gia vị khác ở trên bàn thì cũng vừa miệng. Nói chung, mình vẫn tận hưởng tô phở này, nhất là trong không gian xưa cũ của quán cùng sự niềm nở của bà chủ. Và đây là một buổi sáng tràn đầy năng lượng tích cực.
Rời quán phở, mình thẳng tiến đến một địa điểm mang tính lịch sử. Địa điểm này đến thì chắc tham quan vài phút rồi đi, nhưng mình lại thích quãng đường đi đến đó. Đúng là nhiều khi hạnh phúc không nằm ở điểm đến mà nằm trên đường đi. Mình đã thực sự tận hưởng con đường vắng với rừng thông hai bên, không khí trong lành, thời tiết có chút se lạnh cho một ngày âm u. Còn bây giờ thì mình đã đến nơi mình muốn tham quan theo kế hoạch sáng nay, đó là đập thủy điện Anchorage. Thủy điện Anchorage được cho là nhà máy thủy điện đầu tiên tại Việt Nam, do người Pháp xây dựng vào năm 1942 và đến năm 1945 thì hoàn thành. Nhà máy chính thức phát điện năm 1946. Khu vực này cách Đà Lạt 15 km. Chỗ mình đứng đây là đập tràn của thủy điện. Các bạn đến đây tham quan chú ý an toàn và tuân thủ các biển chỉ dẫn tại đây nhé. Rồi đập thủy điện thì mình lại quay về trung tâm Đà Lạt. Hôm nay mình lựa chọn trải nghiệm rong ruổi qua các cung đường như thế này, nơi mà điểm đến không quan trọng bằng hành trình. Khác với hôm trước mình trải nghiệm những nơi trong thành phố, thì hôm nay những sự tình cờ đưa mình đến những nơi bên ngoài phố thị náo nhiệt. Mình được người em đưa ngẫu nhiên đến một quán cà phê ở lưng chừng đồi. Mình đã nghe về những quán cà phê như thế này ở Đà Lạt, nhưng bây giờ mới có dịp ghé qua. Và một buổi chiều tại Đà Lạt, nếu như các bạn hết lịch trình, các bạn không biết làm gì, thì mình gửi các bạn đến những quán cà phê tại đây ha. Và ở Đà Lạt thì có rất nhiều quán cà phê ở lưng chừng đồi, ở những thung lũng hay ở những ngọn đồi mà chúng ta có thể ngắm cảnh rất là đẹp, cảnh thiên nhiên, nơi mà không gian cũng rất là yên tĩnh nữa. Và đây là một quán như vậy. Và từ đây thì không chỉ có khuôn viên cái vườn bên kia rất đẹp, mà bên đây thì mình còn thấy được là có một cái phần lan can bên này, chúng ta có thể là ra đây chúng ta ngắm được phần thung lũng bên dưới ha. Và cái rừng thông ở ngọn đồi bên kia cũng rất là đẹp. Không gian quán cà phê được thiết kế và bày trí một cách mộc mạc, tạo cảm giác xưa cũ giữa không gian núi rừng. Trái với hôm trước, hôm nay trời âm u, thỉnh thoảng có những cơn mưa dai dẳng kéo qua, làm kế hoạch đi khám phá những nơi khác của mình bị thay đổi. Nhưng mà cũng nhờ có những cơn mưa ấy mà mình được đưa đến những nơi bình yên như thế này, để sống chậm lại, dành cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi. Mình không biết ở đây nếu trời nắng khung cảnh sẽ như thế nào, nhưng mà trời âm u, se se lạnh như vậy cũng có nét riêng. Không gian nhìn ra núi đồi và rừng thông ở đây không quá rộng lớn, mọi thứ ở mức vừa phải, nhưng mà vì vậy mình có cảm giác không bị lạc lõng. Ngồi một lúc thì trời lại đổ cơn mưa, kiểu này thì chắc mình phải ngồi lại quán khá lâu nữa mới về được. Thế nhưng mà những gì xảy ra trong cuộc sống vốn dĩ nó cần phải xảy ra. Mình ngồi lại ngắm mưa thì cũng hay, ngồi trong căn nhà mang dáng vẻ cũ kỹ này, ngắm mưa cũng thật là lãng mạn. Mình thì có thời gian nghỉ ngơi đôi chút, chứ không lại hối hả tìm chỗ đi quay. Thank you.
tối, mình ghé một quán phở cũng khá có tiếng ở Đà Lạt, mở từ năm 1988. Bảng giá mình để trên bàn nha. Chuyến này đi Đà Lạt mình cũng không tự ép mình phải ăn món này món kia. Đi Đà Lạt nhiều lần, mình cũng đã ăn qua nhiều món. Và một chuyến đi thoải mái, thông dong là vậy đó. Gặp gì ăn nấy, hứng lên muốn ăn gì là ăn nấy, vậy mới thoải mái. Và riêng phở ở quán này mình thấy cũng khá ổn nha. Sáng hôm sau thì mình không nghĩ là mình lại tiếp tục ăn phở các bạn ạ. Quán này thì gần khách sạn mình ở, nên tiện ngang qua thì mình ghé vào thôi. Mọi thứ rất là ngẫu nhiên, chắc cũng không phải tiệm nổi tiếng gì, nhưng mà mình thấy quán mộc mạc và nhiều người dân địa phương tới ăn. Ăn sáng xong thì mình lại ghé quán cà phê Cây Sương Rồng, do quá thích cái bầu không khí tại đây. Ngồi buổi tối chưa đủ, ngồi thêm buổi sáng để cảm nhận không gian tại đây. Làm một ly cà phê muối rồi chuẩn bị ra sân bay về lại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm tự do khám phá và tùy hứng. Ngồi xíu thì trời lại mưa tiếp. Đợt này Đà Lạt bất mưa hơn tháng trước, nhưng mà cũng vẫn còn mưa nhiều. Nhưng mà mưa hay không mưa thì đều có những trải nghiệm thú vị. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo.